cái ba lô đã có thì em xin được phép chia sẻ với chị chúng ta luôn. Dạ. Dạ. Nói chung là trong ba lô em thứ gì cũng có. Dạ. Hiện tại chúng ta đang có một cái bản đồ, và với cái bản đồ này thì chúng ta có thể đi được 4 nước. Dạ, nhưng mà ngày hôm nay giới thiệu cho Việt Nam thôi. Dạ, từ cái hướng cuối cùng, dạ, cho đến cái điểm đầu tiên của tổ quốc hình chữ S thưa cả nhà mình đó. Thì chúng ta né cái đoạn đầu đi. Dạ. Rồi, cảm ơn chồng. Chúng ta đến với cái đoạn cuối của bản đồ, và cái mũi đây, và cái mũi thôi. Và chúng ta nằm ngang tí xíu quốc lộ 80 và từ Gạch Giá chúng ta đi đến khu vực Hà Tiên trong sáng ngày hôm nay, với cái ranh giới của Việt Nam Campuchia gần 60 cây số thưa anh chị mình ha. Thì cái đoạn giáp danh này thì chúng ta có những cái nét đặc trưng chung của miền Tây Nam Bộ, và nó cũng có những cái nét đặc trưng riêng thưa quý anh chị chúng ta. Dạ. Về khí hậu, về đất, về con người, về cách sống, dạ, về địa hình, dạ. Thì